Phóng viên các hãng thông tấn Nga tại thủ phủ Simferopol của khu vực Crimea ngày hôm qua mùng 2 tháng 3 cho biết, binh sĩ các lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại đây đang rời đơn vị quân đội, đồng loạt nộp đơn từ nhiệm và lực lượng tự vệ sở tại đã tiếp quản các doanh trại và vũ khí, khí tài quân sự. Từ ngày 27 tháng 2, trụ sở Hội đồng Tối cao và Hội đồng Bộ trưởng khu vực tự trị Crimea tại Simferopol đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ nói tiếng Nga. Còn cơ quan bảo vệ biên giới Liên bang Nga thì cho biết, khoảng 675.000 người dân Ukraine đã bỏ chạy sang Nga lánh nạn kể từ đầu năm 2014 do tình hình bất ổn ở Ukraine. Trong khi đó, hãng tin Interfax cùng ngày đưa tin, binh sĩ Ukraine đóng tại Crimea đã đồng loạt quay sang phía chính quyền khu tự trị này. Còn theo hãng thông tấn Anh Reuters, tàu chỉ huy của Hải quân Ukraine, khu trục hạm Hetman Sahai Dechny đã ly khai với chính quyền tại Kiev và ủng hộ Tổng thống Viktor Yanukovych. Trước đó có thông tin cho rằng Bộ Chỉ huy Hải quân Ukraine đã từ chối tuân lệnh quyền Tổng thống tạm quyền. Tuy nhiên sau đó chính quyền Kiev khẳng định hạm đội gồm 10 chiến hạm của nước này đóng ở Sevastopol vẫn ở lại hải cảng này và vẫn trung thành với chính phủ tạm quyền. Cũng trong ngày 2 tháng 3, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Moscow đã tổ chức một số cuộc biểu tình ở miền đông Ukraine để ủng hộ lập trường chống Kiev của người dân Crimea và kêu gọi Nga bảo vệ họ. Trong khi đó, từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga rằng Moscow có nguy cơ mất tư cách thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G8 và có thể phải đối mặt với các biện pháp cô lập trừng phạt kinh tế của các thành viên khác trong G8 do hành động triển khai binh sĩ ở khu vực Crimea. Cùng ngày, Anh và Pháp đã thông báo rút khỏi cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sochi vào tháng 6 tới để phản đối hành động của chính phủ Nga.